Đây, sáng ra đưa đồ ăn chăm sóc cho gà đây. Buổi sáng mà nó thấy má mình ra là nó mừng lắm, nó biết là nó cho nó ăn đó. Không đây nhìn nè, sáng ra lấy trứng nè, nhiều không? Sáng nào cũng vậy hết á. Bên này có ba con gà mái, một con gà trống. Bên kia thì nó gọi là gà kiến Việt Nam, hai con gà mái, một con gà trống, nuôi riêng nhưng nó cắn nhau. Mình vô thăm vịt với bồ câu cho nó ăn đây. Có mấy bồ câu đây. Con mới nở, mình đâu rồi, mình coi hai con. Đây, con này mới nở đây. Con vịt, một con chim, một câu. Hai con vịt là nhớ nhát lắm. Mình đi vô thăm chuồng gà lớn. Đây. Mấy con gà này mình nuôi được hơn một năm rồi. Lúc mới dịch tới giờ, mới dịch được mấy tháng tới giờ đây, nuôi chừng này gà mà trứng ăn hoài không hết. Con này già, con này đầu đàn đây. Rồi chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ lên đường đi câu. Không, kiếm cá về nướng ăn, nếu có cá về mình nướng mình quay cho mọi người xem. Đây, đến chỗ câu rồi. Có mùi ăn rồi. Cho ai cho ai. Mà thấy được này nó bự hơn được trước này. Again. Yeah.
again. Gãy cần câu luôn rồi. Câu đi được con cá gãy cần câu luôn rồi, nhìn đây. Trời ơi. Quá đã. Tôm ơi, đấy thì câu được một con cá. Cái này con này chắc hả? Trời con cá to quá, hai ba người kéo phụ luôn kìa. Thì giỏi không? Wow, thì giỏi không? Hôm nay thì câu được con cá, bà nội nhìn nhỉ. Ôi cha, là con cá này. Wow, đây là hỉ câu đây. Wow. Xong xuôi, lên đường đi về. Gì mà? Nhà máy sản xuất thì nằm ở tiểu bang Michigan. Mình đang câu cá đây. Rồi, sau khi đi câu về, giờ đốt lửa lên để nướng cá đây. Nướng ngay nhà hàng quê hương. Chạy tiếp thôi. Lửa nó già. Rồi, món ăn xong xuôi, nhìn hấp dẫn không? Đây. Một con cá đã lên thớt. Mình đi mất thằng dùng dùng này đi chết được sợ. Này ăn với mắm nêm là số 1. Đây cái hộp mắm nêm này.
thì là cá thiên nhiên câu nghe, mà cá chai nào nữa. Đây, coi này đây, bỏ miếng rau vô. Bỏ miếng dưa leo vô. Bỏ miếng rau thơm vô. Bỏ miếng ngò vô. Bỏ xíu hành vô. Đó. Bỏ xíu bún nữa. Wow, đạt quá. Đây. Đây là mắm nêm nha. Mắm nêm này đây. Mắm nêm đặc sản. Bún ăn ngon. Có phải có bún nữa. À, mời nha. Mắm nêm đã. Cảm thương béo. Rồi đã xong xuôi, ăn rất ngon. Đúng là cá nướng ăn tuyệt vời với mắm nêm. Đây, thấy hết rồi. Tối mua đồ ăn. Bye bye mọi người nha.